Đúng là lao động thì mới có ăn các bác ạ. Bên em thì tất cả đây đều là những cổ đông và những người đều có tiền cả đấy. Nhưng mà anh em khi mà có xe về là rất là chăm chỉ dọn dẹp từ những chi tiết nhỏ để mang tới cho anh chị những cái chiếc xe mà hoàn chỉnh nhất. Ngoài việc là những chiếc xe của bên em mà đi nhập về để kiểm tra trước thì về đều dọn dẹp để làm sao mà lên hình được cho anh chị những chiếc xe mà nó đẹp nhất. Cũ người nhưng mới ta các bác nhé. Vâng, cũ người nhưng mới ta. Thì làm sao mà hoàn chỉnh để cho các bác ưng ái nhất. Thì bây giờ với cái chiếc xe mà vừa mới về xong thì bên em sẽ nâng cầu lên để có thể là dọn qua cái gầm để xem, để cho các bác đến mà có thể xem được xem nào có đảm bảo được cái tiêu chí đó là máy số zin không. Đây các bác nhìn này, khi mà nâng cầu lên ấy thì ta sẽ nhìn được rất là rõ về cái phần máy và phần số ở phía dưới. Ví dụ đây là cái răng số, các bác nhìn đây răng số đỏ này. Đây từng con ốc này là nó còn nguyên zin. Đây là một cái chiếc xe mà chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu biển Bắc Ninh, Bắc Giang các bác nhé, biển 98 đấy. Và đây là một chiếc xe mà nó hoàn toàn xuất sắc, không một lỗi nhỏ. Ở đây các bác nhìn đây, từng cái chân máy này nó còn zin này, chưa từng tháo mở này các bác này. Và những cái đáy tắc te các bác nhìn ở đây, phía ở đáy tắc te này. Và không hề có chút dầu mỡ nào các bác nhé. Một chiếc xe mà nếu như các bác mà đang có nhu cầu tìm dòng xe 7 chỗ máy dầu thì các bác đúng là không thể bỏ qua mẫu xe này của em đâu. Một chiếc xe mà hoàn mỹ đến từng chi tiết, zin tuyệt đối luôn. Với chiếc Kia Sorento máy dầu form mới 2019 màu đen này thì nó được trang bị khối động cơ 2.2 giống như của con Santa Fe. Đấy, cho nên là nhưng mà cái mức giá thành của chiếc xe này thì nó lại rất là thấp các bác nhé. Đấy, có nghĩa là với một chiếc Santa Fe đời 2018 thì các bác phải bỏ ra đến tầm gần 800 triệu đồng. Nhưng với chiếc xe này nó chỉ có hơn 600 triệu đồng thôi. Thì các bác thấy được là cái vấn đề kinh tế của chiếc xe này nó rất là kinh tế. Mặc dù đó là cái mức đầu tư thấp này mà chiếc xe Sorento này nó lại sử dụng rất là tốt luôn. Rộng, khoang nội thất rộng rãi, cảm giác đi đầm chắc. Đây các bác nhìn này, ống bố ống xả sáng choang luôn. Lốp láp thì mới, hệ thống càng phía trước phía sau đầy đủ. Tôn sắt của chiếc xe này không hề mối mọt các bác nhìn này. Đấy, nâng cầu nên ta sẽ nhìn được toàn bộ tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất của chiếc xe này ở phần gầm. Đảm bảo được chiếc xe không có ngập nước, không có thủy kích, không có mối mọt các bác nhé. Với những cái vùng miền mà nó hay bị mối mọt thì người ta sẽ phun phủ gầm. Nhưng với chiếc xe này của em đó là gầm zin các bác nhé. Đây là cái phần phía đằng sau, nó không có vấn đề gì cả, nốp treo phía sau này. Với chiếc xe này thì phần gầm em quay như thế này thì các bác sẽ thấy được là đảm bảo được cái chất lượng cho các bác nhé. Máy số zin, gầm bệ zin, không có mối mọt, không có thủy kích gì cả. Khá là hoàn chỉnh. Với cái tầm tiền mà các bác bỏ ra cho chiếc Kia Sorento máy dầu 2.2 bản full này chỉ là 675 triệu đồng thôi thì quá là hợp lý luôn. Thay vì các bác bỏ tiền một chiếc Santa Fe cùng đời phải là trên 700 triệu là các bác đã tiết kiệm được 100 triệu. Mà Sorento thì cũng dùng rất là thích luôn. Củ phanh vàng chóe này, rộng rãi này, vận hành êm ái này, chắc chắn này, rất là lành này các bác này. Máy số thì giống hệt như là thằng Santa Fe rồi, không có gì khác cả. Option thì cũng miên man luôn mà lại rất là tiết kiệm, bởi vì đây là phiên bản một cầu các bác nhé. Rất là tiết kiệm. Xe được độ full đồ chơi rồi, đó là toàn bộ đèn phía trên và đèn phía dưới là 4 bóng bi. Cam 360 độ đầy đủ, bậc bệ lên xuống đầy đủ. Vậy là chiếc xe này nếu các bác mua thì chỉ việc là đổ dầu mà chạy thôi. Bên em bao rút hồ sơ cho các bác, xe chính chủ, một chủ chạy từ đầu. Bao cam kết check test tại bên thứ ba. Nếu sai bên em chịu toàn bộ trách nhiệm phát sinh chi phí cho các bác nhé. Một chiếc xe mà hàng chuẩn cho các bác. Nói chung là bên em thì ưu tiên làm những chiếc xe đẹp để có thể là mang tới cho anh chị cái chất lượng hàng đầu. Vâng, trân trọng cảm ơn tất cả các bác. Và những bác nào đã tiếp cận với kênh bán hàng của em Công thì anh chị biết rồi, đó là chất lượng, đó là uy tín và đó là sản phẩm đặt lên hàng đầu. Tiêu chí đó là bảo vệ khách hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt.